tuổi Bính Thìn 1976, tiền tỷ rơi trúng đầu, đổi đời giàu sang nứt vách trong tháng 9 âm lịch. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong cuộc đời này, có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã phải chịu kiếp sống nghèo đói, khổ cực, không hạnh phúc, thân còn mang nhiều bệnh tật, khổ không ai bằng. Có những người thì may mắn hơn một chút, có mái nhà để che nắng che mưa, có một công việc ổn định để cố gắng, nỗ lực mỗi ngày. Đã là con người, chắc hẳn ai cũng luôn mong cầu một cuộc sống hạnh phúc hơn, tìm kiếm một cơ hội, vận may đến với mình trong cuộc đời. Cuộc sống này có rất nhiều nỗi khổ, niềm đau do chúng ta tham ái và chấp ngã mà ra. Càng coi trọng bản ngã, càng tham muốn nhiều thì nỗi khổ, niềm đau sẽ có cơ hội phát sinh. Vậy nên, sống ở đời, đôi khi phải biết buông bỏ chấp ngã để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Hẳn rằng Bính Thìn sẽ hiểu được những điều mà KB Tử Vi chia sẻ phải không ạ? Khi xem tử vi cho Bính Thìn sinh năm 1976, các bậc thầy tử vi thấy rằng, trong tháng 9 âm lịch, bản mệnh sẽ phải chịu khó khăn đủ đường, cuộc đời gặp đại hạn xui xẻo triền miên khiến cho cuộc sống lao dốc không phanh, nguy cơ vỡ nợ, mất sạch. Nếu Bính Thìn đang hữu duyên lắng nghe được ba điều mà thầy tử vi cảnh báo ngay sau đây thì ắt sẽ tránh được họa, đổi đời đổi vận, thoát khỏi cảnh nghèo khổ, đón phúc đầy nhà. Vậy cụ thể tử vi tháng 9 âm lịch của bản mệnh sẽ diễn biến ra sao và cần chú ý gì trong thời gian tới cũng như cần làm gì để có thể đón lành tránh dữ, hóa giải những vận hạn không may, sống một cuộc đời đầy giá trị? Xin mời quý vị hãy cùng KB Tử Vi đi tìm hiểu ngay video sau đây. 1. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 9 âm lịch. Đây là tháng rất khó khăn đối với quý vị. Bạn cần phải không ngừng nỗ lực, quyết tâm. Bên cạnh đó phải chủ động phát hiện những điểm yếu của mình và có cách thay đổi thì mới cải thiện được vận thế. Trên phương diện sự nghiệp, do có cục diện tương xung đem lại những tác động tiêu cực nên bạn khó có thể gặt hái được thành công như mong muốn. Thời điểm này, bạn thường xuyên mắc các lỗi sai không đáng có. Cũng chính vì vậy mà bạn có xu hướng đổ lỗi cho người khác, không chịu nhận trách nhiệm về mình. Bản tính cứng đầu cứng cổ sẽ chỉ khiến bạn càng ngày càng vướng phải những vấn đề khó giải quyết hơn mà thôi. Con giáp này cần phải chú tâm hơn vào sự nghiệp của mình, chớ nên được chăng hay chớ. Một khi được phân công nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Chuyện đầu tư cũng khó gặt hái được thành quả tích cực trong tháng 9 này. Nhiều vấn đề thi nhau xuất hiện khiến bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết, khiến kế hoạch có xu hướng dậm chân tại chỗ. Bên cạnh đó, việc chi tiêu quá phóng tay, không có kế hoạch cụ thể cũng khiến đồng lương vốn eo hẹp càng hết nhanh hơn. Xét về địa chi, Thìn gặp tuất lâm cục diện xung thái tuế hung tinh khiến bản mệnh hành xử hết sức bốc đồng. Bạn nhìn nhận mọi việc hết sức chủ quan và phiến diện. Có lẽ bạn cần phải cẩn thận một chút và kiểm tra mọi cạm bẫy trước khi vô tình mắc vào chúng mà không hay. Sự tỉnh táo sẽ giúp bạn có một ngày an toàn và hiệu quả đấy. Người tuổi Thìn dễ gặp bất lợi trong những kế hoạch cải thiện thu nhập, kiếm tiền làm giàu của mình. Tài vận đi xuống, nguy cơ bị lừa lọc của Bính Thìn cũng tăng lên. Bạn nên thận trọng trong việc sử dụng tiền bạc kẻo rơi vào cái bẫy của tiểu nhân đã giăng sẵn chờ bạn. Xét về thiên can, Bính Hỏa gặp Giáp Mộc là thiên ấn. Sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn có những bước tiến rõ ràng trong tháng này. Phần lớn là nhờ bạn đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình vào công việc. Bạn luôn bắt đầu một ngày mới với tinh thần tích cực, lạc quan, sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ cho dù có được phân công hay không. Thời điểm này, bạn không ngại giải quyết những nhiệm vụ có tính thách thức cao bởi bạn biết rằng đây là con đường ngắn nhất nếu mình muốn gây ấn tượng với người làm lãnh đạo, tạo đà để thăng tiến trong tương lai. Tinh thần làm việc tích cực, chăm chỉ của bạn còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến công việc của cả tập thể đều có những bước tiến tích cực. Thậm chí, bạn còn có thể là người khởi xướng cho nhiều dự án, kế hoạch và dẫn dắt mọi người đi tới thành công. 2. Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 9 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Người tuổi Bính Thìn cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những khó khăn trong sự nghiệp vào thời điểm này. Dưới tác động của cục diện Thìn Tuất tương xung, bản mệnh thường xuyên trở nên cứng đầu cứng cổ, không chịu lắng nghe mọi người xung quanh, dù biết là sai vẫn cố tình làm theo ý mình, khiến vấn đề càng lúc càng trở nên phức tạp. Ngoài ra,
Bản tính nóng nảy cũng thường khiến bạn quyết định quá nhanh trước khi kịp suy nghĩ kỹ. Dù có mong muốn phấn đấu vươn lên khẳng định bản thân song nhiều khi lâm vào bế tắc. Thời điểm này, bạn cần phải nhắc nhở bản thân dũng cảm đối diện với sự thật, đối diện với những sai lầm mà mình gây nên. Chớ nên tìm lý do, viện cớ để bao biện cho hành động không đúng đắn, thậm chí tìm cách đổ lỗi cho người khác. Tích cực mà nói thì tháng này cũng không phải là toàn những điều xui xẻo. Có cát tinh thiên đức và nguyệt đức chiếu mệnh, người tuổi Bính Thìn vẫn có những cơ may nhất định để hóa giải những tác động không mong muốn. Chỉ cần bạn luôn nghiêm chỉnh, tập trung trong công việc mà mình đang làm thì mọi việc đâu sẽ có đó, hung hạn sẽ giảm bớt phần nào. Đặc biệt, người tuổi này hãy chú ý xây dựng mối quan hệ xã giao với mọi người. Nếu bây giờ bạn tích cực giúp đỡ người khác thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ lại. Phương diện tài lộc. Cục diện tương xung cản lối khiến con đường tài lộc của người tuổi này khó mà khởi sắc. Trở ngại không ngừng xuất hiện khiến bạn tốn nhiều công sức giải quyết, khó có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch đặt ra từ trước của mình. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đổ tiền vào bất cứ lĩnh vực nào nếu không muốn tiền bạc của mình đổ sông đổ bể. Đừng để bản tính nóng vội, bướng bỉnh khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, đầu tư thất bát. Người làm công ăn lương cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế hết mức việc xảy ra lỗi lầm không đáng có. Hung tinh đại hao xuất hiện cũng cho thấy con giáp này dễ tốn tiền vô ích. Đó có thể là những đồng tiền đầu tư không xác đáng hoặc những đồng tiền chi tiêu vào những công việc không chính đáng. Phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thìn khá ảm đạm trong tháng này. Có lẽ bạn cần dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, chớ nên đổ hết những bất mãn hoặc lỗi lầm lên đầu người ấy. Trạng thái cảm xúc tiêu cực chỉ khiến hai người xa nhau nhanh hơn mà thôi. Với các cặp vợ chồng, nên hạn chế việc mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia của mình. Thay vì việc bắt đối phương nghe theo ý mình, bạn nên hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của đối phương. Khi chiến tranh lạnh nổ ra, bạn cũng chớ nên bướng bỉnh, hãy là người chủ động làm hòa trước nếu vẫn còn quý trọng tình cảm đôi bên. Phương diện sức khỏe. Thật may mắn khi trong tháng xung nhưng người tuổi Bính Thìn không gặp vấn đề gì đáng lo ngại về sức khỏe trong khoảng thời gian này. Nhờ vậy mà bạn có thể bắt tay vào bất cứ công việc nào và cố gắng hết sức để gặt hái thành công. Tuy vậy, bản mệnh vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe. Dù có trẻ tuổi bạn cũng không nên làm việc quá sức, sinh hoạt không điều độ, khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học, ăn uống, nghỉ ngơi có giờ giấc, đồng thời chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường thể lực. Đồng thời, khi phải đối diện với quá nhiều điều căng thẳng, bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự với những người đi trước hoặc người đáng tin cậy. Chỉ khi tinh thần nhẹ nhõm, tích cực thì bạn mới cảm thấy thực sự khỏe mạnh. Các bạn xem xong chương trình luận đoán chi tiết tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng những thông tin giá trị này sẽ giúp mệnh chủ đón thật nhiều may mắn và tài lộc. Đặc biệt hạn chế tối đa chuyện buồn, xui xẻo, tai nạn xảy ra. Để từ đó chuẩn bị tinh thần chào đón tháng mới viên mãn hạnh phúc nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.